Ông Lý Thượng Phúc đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn 2 tuần, làm dấy lên những đồn đoán về chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng của ông. Nghi ngờ về sự vắng mặt không rõ nguyên nhân của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày càng sâu sắc vào thứ Sáu, 15 tháng 9, khi truyền thông phương Tây đưa tin ông này đang bị điều tra tham nhũng và một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đặt câu hỏi liệu ông có bị quản thúc tại gia hay không. Ông Lý, 65 tuổi, được nhìn thấy lần cuối ở Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 8, trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn An ninh với các quốc gia châu Phi. Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng ông Lý đã bị điều tra, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu. Tờ Times đưa tin ba quan chức Mỹ, cũng như hai người được thông tin tình báo cho biết, Washington xác định rằng ông Lý đã bị tước bỏ nhiệm vụ bộ trưởng. Tạp chí Forbes đưa tin ông đã bị bắt vào tuần trước để thẩm vấn và bị xóa khỏi bài đăng của mình. Cả hai báo cáo đều không nêu lý do đằng sau cuộc điều tra. Reuters dẫn lời 10 người quen thuộc với vấn đề này hôm thứ Sáu cho biết ông Lý đã bị chính quyền Trung Quốc điều tra. Theo một quan chức an ninh khu vực và ba người có liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc, cuộc điều tra ông Lý liên quan đến việc mua sắm thiết bị quân sự. Reuters không thể có được thông tin chi tiết về việc mua thiết bị nào đang được giám sát chặt chẽ. Theo hai người tiếp xúc trực tiếp với quân đội, 8 quan chức cấp cao của đơn vị mua sắm của quân đội Trung Quốc do ông Lý lãnh đạo từ năm 2017 đến năm 2022 cũng đang bị điều tra. Hai người này cho biết cuộc điều tra ông Lý và 8 quan chức đang được thực hiện bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đầy quyền lực của quân đội. Việc kiểm tra chi tiết của Reuters về các cáo buộc chống lại ông Lý và thời điểm điều tra dựa trên các cuộc phỏng vấn với các nguồn tin thường xuyên tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chính trị và quốc phòng cấp cao của Trung Quốc, cũng như các quan chức khu vực có kiến thức sâu rộng về chính trị Trung Quốc. Rahm Emanuel, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, tuyên bố trên mạng xã hội vào cuối ngày thứ Năm, theo giờ Washington rằng ông Lý đã không được nhìn thấy hoặc nghe tin gì trong 3 tuần và rằng bộ trưởng có thể đã bị quản thúc tại gia. Nhà Trắng chưa công khai bình luận vấn đề này. Đây là dấu hiệu mới nhất về tình trạng hỗn loạn tiềm ẩn ở Bắc Kinh sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương biến mất một cách khó hiểu và bị cách chức vào tháng 7. Trung Quốc cũng thay thế ban lãnh đạo lực lượng tên lửa, đơn vị quân đội giám sát kho vũ khí hạt nhân của họ vào tháng 7, khi cựu chỉ huy Lý Ngọc Siêu không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần trước khi thay đổi, và phương tiện truyền thông chính thức Tân Hoa Xã không đưa ra lời giải thích nào về việc sa thải ông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Khi được hỏi liệu ông Lý có bị điều tra hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết bà không biết thông tin liên quan. Nhà Trắng chưa công khai bình luận vấn đề này, trong khi Đại sứ Mỹ tại Tokyo cho biết họ không có bình luận gì thêm. Ông Lý được bổ nhiệm vào chức vụ của mình vào tháng 3. Giống như ông Tần Cương, ông cũng là một trong 5 ủy viên quốc vụ viện của Trung Quốc, một vị trí trong nội các có cấp bậc cao hơn một bộ trưởng thông thường. Tính đến sáng thứ Sáu, ảnh và tiểu sử của ông Lý vẫn còn hiển thị trên trang web của Bộ Quốc phòng. Trong một thông báo hiếm hoi vào tháng 7, đơn vị mua sắm của quân đội cho biết họ đang tìm cách dọn dẹp quy trình đấu thầu và mời công chúng báo cáo những bất thường kể từ năm 2017. Chưa có cập nhật nào về những phát hiện có thể xảy ra. Sự vắng mặt của ông Lý đang được Hoa Kỳ đặc biệt theo dõi chặt chẽ. Quốc gia vẫn chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên ông vào năm 2018 vì mua vũ khí từ Rosoblonexport, nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ muốn các biện pháp trừng phạt đó được dỡ bỏ để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận tốt hơn giữa quân đội hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã cố gắng nói chuyện với ông Lý trong một hội nghị quốc phòng ở Singapore vào tháng 6, nhưng chỉ bắt tay. Ông Lý đã từ chối tổ chức các cuộc gặp với những người đồng cấp Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ông. Việc loại bỏ một quan chức ưu tú của Trung Quốc khỏi công chúng đã khiến đại sứ Emmanuel, người từng công khai chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm dấy lên những đồn đoán về vấn đề này vào ngày 7 tháng 9 và một tuần sau đó. Hôm thứ Năm, ông công khai đặt câu hỏi liệu chính quyền Bắc Kinh có hạn chế việc đi lại của ông Lý hay không. Thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã không được nhìn thấy hoặc nghe thấy trong 3 tuần. Thứ hai, ông ấy vắng mặt trong chuyến đi tới Việt Nam, ông đăng trên tài khoản đại sứ chính thức của mình. Bây giờ, ông ấy vắng mặt trong cuộc họp, theo lịch trình với Tư lệnh Hải quân Singapore, vì ông ấy bị quản thúc tại gia. Có thể sẽ có nhiều người ở đó. Won Ti Sung, nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết mặc dù ông Lý là chướng ngại vật trong quan hệ quân sự Mỹ Trăng, sự vắng mặt không rõ nguyên nhân của ông lại là vấn đề đối với quan hệ quốc tế của Trung Quốc theo những cách khác. Ông nói, các quốc gia khác sẽ tự hỏi một điều gì đó cơ bản như số điện thoại của ai khi họ muốn thiết lập các cuộc đối thoại quân sự với Trung Quốc. Ông Lý dự định tham dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng do Việt Nam tổ chức
ở biên giới với Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9, nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi Bắc Kinh thông báo với Hà Nội vài ngày trước sự kiện rằng Bộ trưởng vắng mặt vì tình trạng sức khỏe. Hai quan chức Việt Nam cho biết. Theo CNA, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.